Đây là ngã tư Bùi Hữu Nghĩa với lại đường Vũ Tùng, phía sau mặt tiền chợ Bà Chiểu các bạn. Ở đây hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức món xôi gà chợ Bà Chiểu, xôi gà, xôi xá xíu chợ Bà Chiểu nổi tiếng từ xưa đến nay. Có gì đặc biệt đây các bạn? Bạn thấy đây là quán xôi gà chỉ nhỏ vậy thôi. Đây là những cái thành phần chính của xôi gà Bà Chiểu. Đây là đúng rồi các bạn, xá xíu thịt gà chiên được làm theo công thức riêng của quán xôi gà này. Đây nhân viên đang tiếp thêm gà. Các bạn có thể thấy đây là bà chủ xôi gà, ở đây là nhân viên gói hàng. Các bạn có thể thấy xôi gà được gói rất là nhiều rồi. Hôm nay mình bán từ mấy giờ anh à? 4 giờ chiều tới 12 giờ mấy anh. Ở đây bán từ 4 giờ chiều tới 12 giờ đêm nha các bạn. Chỉ có mấy hộp gì? Hai loại xôi đây, xôi đậu xanh và xôi thịt nha các bạn. Xôi xá xíu với xôi gà. Đây là cảnh từ nhìn đường sau của quán xôi Bà Chiểu. Xôi có 3 loại, xôi gà, xôi xá xíu và xôi đậu nha các bạn. Đây là gà để xài cho xôi gà. Các bạn có thể thấy mỗi bữa cô chiên 2 cái chảo như thế này, chiên rất là nhiều. Mỗi ngày cô chiên khoảng bao nhiêu căn gà cô? 20 kg anh ơi. 2 kg rồi. Đây chúng ta có thể thấy cảnh bà chủ rất là khéo tay, bán mấy chục năm trời rồi nên là tốc độ bán là nhanh như điền vậy các bạn. Có thể thấy một hộp xôi được gói thêm một cái lá chuối để cho sạch vì xôi rất là nóng. Đó, các bạn có thể thấy làm liên lệ. Cô đang xếp lại cái gia vị, những loại thức ăn để bỏ trong hộp xôi. Các bạn có thể thấy đó, đây bà chủ gánh xôi là người Bà Chiểu luôn nha các bạn. thấy là cái lượng thức ăn đồ sộ bỏ trong gói xôi ở đây rất là lớn. Ở đây hay gọi là xôi gà Bà Chiểu. Vậy là xôi của cô tên gì cô ơi? Cô tên Hoàng hả cô? Cô Hoàng ơi, xôi mình là bán từ mấy giờ đến mấy giờ ạ? Từ 4 giờ, 5 giờ, 4 giờ mới dọn ra đó. Khoảng từ 5 giờ mới đầu bán, tới 10 giờ. 10 giờ đêm. Là tối nếu mà mình vẫn bán đây luôn mà mình dời ra ngoài kia cô? Cháu hỏi là cô bán từ năm bao nhiêu đến giờ cô Hoàng? Cô bán này là hồi đó cô xưa thì cô mối cho học sinh bán, cô bán 3 năm nay. Mà hồi cái lúc mà cô bỏ mối là từ năm nào cô? Đó cô hỏi bên kia kìa. Là bao nhiêu năm ngồi bên kia rồi? 2012. 2012. Dạ. Đây là ngã tư Bùi Hữu Nghĩa với lại đường Vũ Tùng sau mặt tiền của chợ Bà Chiểu các bạn. Rất là đông đúc. Các bạn có thể thấy quang cảnh rất là đông đúc. Từ sáng đến khuya quanh chợ Bà Chiểu. Ngay góc này sẽ có quán xôi ngon nhất chợ Bà Chiểu. Bán từ lúc 4 giờ chiều cho đến khoảng 10-11 giờ đêm nha các bạn. Đây. Bánh xôi nổi tiếng ngon của chợ Bà Chiểu đây các bạn. Cái nhân viên đang bỏ mì hành to đó, to vô chảo để tao lấy mỡ hành cho món xôi gà các bạn. Bên đây là một nồi đang chiên gà để bỏ vô trong xôi. Thành phần của xôi gà đây. Gà đang được chiên đấy các bạn, có thể thấy nồi gà đang. Bà Chiểu 5 giờ chiều phía sau chợ Bà Chiểu ngay đường Bùi Hữu Nghĩa và Vũ Tùng, đằng sau những cái gánh hàng rau bên lề như thế này, mặt tiền sau. sẽ có những cái món ăn như là xôi gà, xôi xá xíu ngon nhất Chợ Bà Chiểu đây các bạn. Tạm biệt gánh xôi gà, xôi xíu ngon nhất Chợ Bà Chiểu để đi thưởng thức những cái món khác. Chảo gà vẫn đang chiên sôi sùng sục. Chúng ta tiếp tục đi thưởng thức